Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Đó thì hôm nay nhóc mình nó mới vừa mua một con vật độc lạ các bạn. Đó, mình này là nhóc mình nó mua nó nuôi nha các bạn. Đó thì mình thấy nó ngộ quá. À, thì mình quay lại cho bạn xem nè. Đó dưới này con này là mình nhóc mình nó đặt trên mạng nó mua. Đó đây là cái con cuốn chiếu cảnh nha các bạn. Đó, người ta cũng mới giao nè các bạn. Đó. Đó thì cái này nhóc mình nó tìm hiểu trên mạng ha. Đó thì nó vô cái hội cuốn chiếu trên Facebook á. Đó thì có những bạn có mấy bạn cũng nuôi cũng cái con này cũng đẹp lắm. Đó thì hôm nay mình sẽ khui hộp thì ra ha. Đó mình cho nhóc mình nó nuôi thử coi cái con này coi nó như thế nào ha. Con này mua trên hội hả Tin? Dạ. Nó mua cái con cuốn chiếu này nhiêu con? Dạ 30k. 30 con, 30k một con nha các bạn. Nha, nhưng mà cũng mình thấy cái hình này cũng khá là đẹp ha. Đó nhưng mà mình chưa thấy nó ở ngoài. Đó thì nhóc mình nó tìm hiểu rồi nó mua về nó nuôi thì mình thấy nó ngộ quá. Đó, nên hôm nay mình thử cho mình quyết định mình khui ra ha, cho nhóc mình nó nuôi thử coi. Coi con này có dễ nuôi hay không ha. Đó thì giờ mình sẽ đi khui cái hộp thì ra coi cái con cuốn chiếu này như thế nào nha bạn ha. Rồi các bạn ơi, đó thì đây là cái hộp hàng ha, mình mới vừa nhận cho nhóc mình nè. Đó tên của nhóc mình nha bạn, đây đó Quỳnh Khang đó. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp ra nha. Đó đây thì mình khui hộp ra coi hai cái em cuốn chiếu ha. Cuốn chiếu gì tên? Cuốn chiếu dẹp nha các bạn. Này này mình là con mình nuôi nha các bạn, con này không phải mình nuôi nha. Đó mình review cho bạn xem cái con cuốn chiếu cảnh nha. Đó, này con này lần đầu tiên mà mình mới nghe tới luôn, nuôi cuốn chiếu luôn các bạn. Đó. Đây khui ra coi con cuốn chiếu này như thế nào nha, mình cũng tò mò quá, nghe con mình nó nói mình cũng tò mò quá bạn ơi. Ê chết cha, mình mới vừa động cái chân quầy cái hơi mạnh xíu, các bạn thông cảm mình nha. Đây đó, trong người ta bọc một miếng giấy, đây hộp hàng đây nha các bạn. Đó hai cuốn chiếu này nha các bạn, đây nè, đây nè, để mình khui ra coi. Cái này gửi lâu chưa tên? Dạ hôm qua. Hôm qua hả? Wow, cũng to lắm nha các bạn, mình không có, mình nghĩ nó có nhỏ gì, mình nó cũng to quá, cũng đẹp quá các bạn ơi. Cái nào mình thấy bên hông rồi nè các bạn. Yeah. Đẹp lắm nha. Wow. Đây nào bạn, để mình lấy nét cho bạn xem nha. Rồi đây các bạn ơi, đó để các bạn thấy không nè, đó khá là đẹp luôn các bạn. Ủa mình nghĩ đâu con cuốn chiếu làm sao đẹp dữ vậy. Đó, hai bên các bạn thấy nó có hai cái lằn gai không nè, hai cái lằn gai đó các bạn, đó hai lằn gai màu vàng nè, khá là đẹp luôn các bạn, giống như cái vảy của con rồng nha các bạn. Thấy nè, cuốn chiếu dẹp hết tiên, đẹp hết tiên. Con này xuất xứ ở đâu vậy? Con này xứ Việt Nam. Việt Nam mình luôn hả? Ủa đẹp quá các bạn ơi. Nè đó các bạn thấy không, hai bé nha các bạn ha, một bé được bé cái luôn hả tiên. Ừ, sao biết phân biệt hay ha. Đó này là mình review cho nhóc mình nha bạn, đây nè, đó đây con cuốn chiếu nha, nó nuôi con vật độc lạ bạn ơi, đây là lần đầu tiên mình mới thấy luôn nè. Đó con cuốn chiếu mà nhìn nó ngộ ghê luôn, này nó còn lớn nữa không? Hết cỡ hả? Rồi cái này là chắc là sai trưởng thành rồi nha bạn ha, nó cũng gần sinh sản rồi. Đó đây bạn thấy không, đây hai con nha bạn, hai con nha, nó cắn không? Mình nghĩ chắc cuốn chiếu nó hiền các bạn ơi, cuốn chiếu nó hiền nha chứ nó không cắn như mấy con rít đâu, chân này giống như con rít vậy nè. Đó, khá là nhiều chân luôn đó bạn. Đó, nhưng mà đặc biệt là hai bên nó có hai cái vảy nha, rất là đẹp luôn bạn. Đó hai cái vảy nè, đó bạn này đều ra chưa nè, đó đều ra chưa. Đó thôi bây giờ mình sẽ đi thả vô cái hộp đi, mình bỏ cái hộp chuồng nuôi đi, mình mới đầu mình quay tiếp cho bạn xem con nó bò các bạn xem ha. Đó hai con này cũng khá là đẹp đó bạn, wow đẹp quá bạn ơi. Đó thì bây giờ mình sẽ đi kêu nhóc mình nó lấy à, đâu chuồng đầu tiên, đó chuồng cái hộp nuôi đâu, bỏ ở đây rồi bên ba thả ra rồi ba quay cho bạn xem. Và wow, nhìn cũng đẹp các bạn ơi, các bạn chờ mình xíu nha. Rồi đây các bạn ơi, đó mình cũng mới vừa chuẩn bị ha, nhóc mình nó chuẩn bị cái lớp đất nền là cũng giống như nuôi Asubot các bạn, Asubot vậy đó. Có một lớp lá khô ha, nhưng mà nó thêm một cái lớp rêu ha. Đó. Đây mình thả mấy con cuốn chiếu vô. Cắn không tiên? Đây nè, đó nó giống con rít các bạn ơi, đây nè. Đó. Chân khá là nhiều luôn. Đó, mình thả vô một bé nha. Đó, còn một bé nữa. Đây, một bé nữa nha các bạn. Đó, khá đẹp đúng không bạn?
cũng lớn các bạn. Mình thấy mình tự con giống như con cuốn chiếu vòng vòng ở ở chỗ mình ở, nhỏ 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 đen đen bằng cộng dương tâm bạn đó, thì nó màu đen thui à, nhưng mà sao con này nó đẹp quá nè, bạn thấy nó bò đẹp bây giờ đó. Để mình tháo cái máy ra mình quay gần cho bạn xem ha, cho cái nó sống ở cái môi trường nuôi nhốt của mình nha bạn ha. Đó đây bạn, đó bạn thấy nó đẹp chưa? Đó. Đó thì mình cũng có lên trên cái hội mà cuốn chiếu ở trên Facebook của bạn, đó thì mình thấy cũng ít thành viên lắm bạn ơi. Đó cái về cái dòng cái có mấy con cuốn chiếu này thì cũng ít bạn chơi quá ha. Đó, bạn nào đã từng chơi mấy con cuốn chiếu này rồi thì các bạn comment cho mình biết nha. Đó, chia sẻ kinh nghiệm luôn, tại này nhóc mình cũng mới mua về. Đó, nó lên mạng nó thấy đẹp cái nó mua về nè, nó nuôi. Đó, mình quay cho bạn xem nè. Đó, thì con này là nhóc mình nuôi nha, chứ không phải mình nuôi nha các bạn. Ha. Đó, nếu mà nó sinh sản được á thì nếu các bạn thích á thì các bạn comment cho mình biết ha, thì mình sẽ thường xuyên mình quay về mấy cái con vật này cho bạn xem. Đó, mình thấy nó cũng độc lạ quá. Đó, nhìn cái lưng nó thì cái vảy nó nhìn rất là đẹp bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, giống như cái xương cá hay là cái vảy con gì bạn thấy không? Nó đều ghê chưa? Đó. Hai bên nó đều nguyên một hàng luôn đó bạn. Đó. Mà sao mà người ta phân biệt được con đực con cái hay quá ta. Đó, mình thấy con nào cũng giống nhau như con nào các bạn. Đó, hai con nè. Đó. Mình thấy như cái con này nó to hơn nè, cái con này nè, cái con này đây nó to hơn con kia xíu. Đây nè, con này đó bạn. Bạn thấy con này nó to hơn nè. Đó, to hơn cái con này xíu. Đây nè. Đó, con này nó nhỏ hơn, chắc mình nghĩ con này con cái quá. Thì con đực nó to hơn. Đó, mà không biết phải vậy không ha. À, nếu mà mình nói sai thì các bạn comment góp ý cho mình nha. Đó. Đó thì cái con này nó ăn gì tên? Dạ, nó ăn dưa leo. Dưa leo luôn hả? À, dưa leo giống như cái con Isobot vậy thôi các bạn ơi. Đó, nhóc mình nói là cái con cuốn chiếu này nó cũng ăn dưa leo ha. Đó. Đó, cũng ăn dưa leo giống như mấy con Isobot vậy thôi. Máy bay nó đang bay ngang hơi ổn xíu nha. Các bạn thông cảm mình nha. Đó. Họ đang khám phá cái đống rêu nè. Đó, nhìn cái đống rêu cũng khá đẹp bạn. Họ nó bò lên cái đống rêu, nhìn cái màu nó tuyệt với lại cái màu xanh nó nhìn đẹp ghê luôn bạn. Đó, hai cái vảy kìa, đẹp chưa? Này lần đầu tiên mình mới thấy luôn bạn ơi, độc lạ ghê luôn á. Này ở xuất xứ ở Việt Nam luôn nha các bạn ha. Cái này không phải ở nước ngoài nha. Đó. Một con như nhiêu tin? Con gì 30k con tin. 30k con bạn ơi. Đó, khá là rẻ luôn. Không, lần đầu tiên mình nữa thấy cũng rẻ bạn ơi, không có mắc nhưng mà mình thấy nó cũng đẹp chứ bạn. Đó, hai bên cái vảy nè, nó nuôi này mình thấy nó thú vị. Con rít nè, nó không đỡ nguy hiểm, nó có cắn. Còn rít thì nó nhiều khi nó cắn mình có độc các bạn. Đó, còn con này nó không có cắn mình. Đó, nhìn cũng độc các bạn ha, ngộ chưa. Đó. Đó, nó có uống nước không tiên hay là mình xịt nước cho mát thôi? Xịt nước cho mát. Nước hả? Hay là hồi nãy giờ mình thả ra mình chưa xịt nước phải không ta? Đúng không? Dạ. Xịt nhiều quá là nó cũng chết đuối á. À. Cái này mình chưa có kinh nghiệm nha bạn ha, mình chưa có kinh nghiệm, mình hỏi nhóc mình thôi. Cái này là nhóc mình đã mua về nó nuôi ha, chứ cái này không phải là mình nuôi nha bạn ha. Hôm nay mình review cho bạn xem nè, cái con bé của con nhóc mình nó mua về nó nuôi nè. Ha, đọc lại cho các bạn. Đó, một cặp luôn nha bạn ha. Đó, cũng được một cái nha. Đó. Thì nếu mà nó có sinh sản á thì mình review mình quay cho bạn xem ha. Đó, tại vì nếu mà các bạn nào thích thì các bạn cứ comment cho mình biết nha. Còn nó bò lui được luôn các bạn thấy nó đi lui không? Đó. Con đi lui được luôn ta, ngộ ta. Đúng là con vật độc lạ bạn. Nó hai cái vảy nó đều ghê luôn bạn. Nó có cái khứa như cái xương cá bạn. Này hai bên đều ghê chưa? Nhọn mà. Nhìn đều mình nhìn cũng khá đẹp, nó giống như cái vảy rồng á nha. Cái đầu giống như con rồng nha bạn. Đó, đẹp chưa? Đó. Đây là cái con cuốn chiếu cảnh ha, cuốn chiếu dẹp mà. Cuốn chiếu dẹp, cuốn chiếu cảnh nha bạn. Còn cuốn chiếu độc lạ ha, không vật độc lạ ha. Đây là cái mảng rêu nè, mình bữa nhóc mình nó đi lấy mấy cái bờ tường các bạn. Đó, về cái nó để vô chuồng nhìn cũng đẹp các bạn. Đó, rêu nè. Cái rêu này bỏ vô cái chuồng Isobot được không ta? Được hả? Ở đây bữa nào mình máy bay nó bay ngang hơi ồn xíu các bạn thông cảm mình nha. Đó, để bữa nào mình hái một ít rêu này cái mình bỏ vô chuồng Isobot cho đẹp bạn. Đó, bạn thấy nè. Cái rêu này nó đẹp hơn cái rêu dến mà người ta trồng lan bạn. Đó, hai con nó đang khám phá cái chuồng. Đó. Này nó đẻ mấy con nhìn chắc cũng đẹp lắm ha các bạn ha. Đó.
không biết nó có ăn riêu không ta, hay nó ăn dưa leo thả tên, nó ăn dưa leo giống như con isopod ha, ăn lá khô này, ba thấy con bỏ lá khô nè, là đâu lá khô nè bạn, nhóc mà nó bỏ nè, có miếng ăn mực đó nè, đó chắc cái này mấy thức ăn này nó cũng có giống như mấy con isopod đó bạn ơi, đó, cũng ghê cũng dễ nuôi đó. Đó, để mình thử mình coi nhóc mình nó nuôi trải nghiệm coi đó, nếu ok thì mình thường xuyên mình quay mình cập nhật cho bạn xem ha, vì mình thấy con này cũng đẹp quá đó, hay vậy nữa đó, đẹp phải chưa bạn ha. Rồi thôi cái video hôm nay ha là mình review cho bạn xem ha, con rít con cuốn chiếu, mình xin lỗi bạn ha, con cuốn chiếu ha, con vật này độc lạ ha, lần đầu tiên mà mình mới thấy luôn bạn. Này là con nhóc mình nó mua về nó nuôi ha, rồi mình thấy đẹp quá, ngộ quá mình mới quay cho bạn xem nè. Đó, nếu các bạn nào thích ha thì các bạn comment cho mình biết ha, thì mình sẽ cập nhật cho bạn xem về cái con cuốn chiếu này. Đó, nếu các bạn thích thì bạn comment cho mình biết nha. Đó thì mình sẽ thường xuyên mình cập nhật cho bạn xem. Đó, về cái con cuốn chiếu độc lạ này. Đó. Thôi thôi bây giờ là mình để cho nhóc mình nó chăm sóc đi, tại vì mấy con này nó mới về ha, để cho nó xịt nước hay gì đó để nó tạo cái môi trường ẩm gì đó. Đó để 21 thì hai con này nó quen với lại môi trường nuôi á, thì mình sẽ cập nhật cho bạn xem ha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho anh một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.